Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và công bố chính thức về phương án tuyển sinh đại học năm 2020. Để tháo gỡ những thắc mắc của thí sinh xoay quanh các phương án này, Cổng Thông tin Điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi trao đổi trực tiếp với Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải đã tới tham dự buổi ghi hình này. Thưa ông, là dư luận rất quan tâm về cái kỳ thi tuyển sinh đại học vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020. Ông có thể thông tin chi tiết hơn về cái phương án mà Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố? Năm 2020 thì do những cái diễn biến chưa lường trước được của những cái dịch bệnh COVID-19. Do đó Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng và cho các thí sinh lịch thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 3 cái hình thức xét tuyển. Hình thức thứ nhất đó là xét tuyển thẳng theo những cái quy định chỉ tiêu của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Đại học Hà Nội. Hình thức thứ hai là hình thức dựa trên cái kỳ thi của Đại học Hà Nội. Và hình thức thứ ba là hình thức dựa trên hồ sơ năng lực của thí sinh. Thưa ông, là một trong những cái phương án mà Đại học Quốc gia đưa ra để tuyển các thí sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 là tổ chức một cái kỳ thi riêng, và cái việc mà xét tuyển các tổ hợp ở trong cái bài thi này được hiểu như thế nào? Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ dự kiến sẽ tổ chức một cái kỳ thi trong một ngày, hai buổi, gồm những môn sau. Thứ nhất là môn toán 90 phút, môn ngữ văn 60 phút. Còn buổi chiều thì thí sinh được lựa chọn những môn sau. Thứ nhất là ngoại ngữ 60 phút và một trong những hai cái lựa chọn là khoa học tự nhiên và xã hội. Đối với môn ngữ văn thì năm nay có một cái điểm khác biệt đối với cả thi và Đại học Quốc gia Hà Nội, đó là theo hình thức một cái bài luận của thí sinh chứ không phải những cái hình thức kiểm tra về ngữ văn thông thường. Thì bài luận này đây là một cái đề mở và sau đấy thì thí sinh sẽ tự làm dựa trên những kiến thức, những cái kỹ năng và những cái kiến thức của mình. Để dựa trên đấy thì Đại học Quốc gia sẽ đánh giá những cái năng lực của thí sinh và cho điểm. Còn cái bài thi đấy thì nó bao gồm phủ cho những cái khối thi truyền thống trước đây để giảm tải sao cho thí sinh không cần phải có những cái học thêm những kiến thức khác. Những nội dung chắc cũng chỉ giới hạn trong nội dung của chương trình giáo dục phổ thông. Ông có thể cho biết thêm là khi mà có sự tham gia của các trường đại học khác cùng với kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội thì phương án dự kiến sẽ là như thế nào? Đối với các thí sinh mà thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội thì sẽ phải thi ở Hà Nội để đảm bảo cái tính an toàn và cái nghiêm túc của kỳ thi. Tuy nhiên thì đối với những đơn vị khác, những trường đại học khác mà khi mà phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội thì Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình đề thi cũng như là tổ chức thi đối với những trường đại học mà có thí sinh nằm ở ngoài Hà Nội. Khi mà chúng ta tổ chức một kỳ thi riêng thì chắc chắn là cái thí sinh cái lượng ảo sẽ rất là lớn. Chính vì thế mà nếu mà các trường đại học mà phối hợp với nhau để cùng thi và cùng tuyển thì chắc chắn là cái việc mà ảo nó sẽ giảm đi. Đại học Quốc gia Hà Nội chủ tính những gì cho cái việc thời điểm diễn ra kỳ thi này thưa ông? Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức cái kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội vào cuối tháng 7 trước khi mà cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Đối với các em thí sinh mà dự kiến thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội thì có thể nói các em cứ yên tâm về học như thế nào thì sẽ được thi như thế đấy. Và phát huy tính chủ động sáng tạo trong học hành, bởi vì với cả cái tình hiện năm nay rất khó khăn cho các em. Thì tuy nhiên thì sẽ cố gắng tự học nỗ lực của bản thân thì chắc chắn là sẽ có một cái kỳ thi kết quả tốt. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này.